Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 9 tháng năm 2021, ban giải pháp triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 9 tháng năm 2021, mặc dù trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 với diễn biến hết sức phức tạp, song với phương châm đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, kỷ cương, hiệu quả, bám sát chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, sự phối hợp của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung thực hiện quyết liệt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo hoàn thành mục tiêu kép, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nên đến nay, Yên Bái là một trong số ít tỉnh giữ vững vùng xanh an toàn trên bản đồ dịch bệnh COVID-19 của cả nước. Theo số liệu mới nhất, toàn tỉnh đã có gần 53% người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine. Trong phát triển kinh tế xã hội, có 15 trên 32 chỉ tiêu chủ yếu có kết quả thống kê, trong đó có 1 chỉ tiêu đã hoàn thành kế hoạch năm, 7 chỉ tiêu hoàn thành trên 70% kế hoạch năm, 4 chỉ tiêu có kết quả đạt thấp. Tỉnh đã đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng phù hợp với tiềm năng lợi thế của tỉnh. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước đạt 2.406 tỷ đồng, bằng 60,2% dự toán. Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển toàn diện, an sinh xã hội được bảo đảm. Các địa phương tập trung triển khai thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập. Triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân Yên Bái, tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm không phát sinh các vụ việc phức tạp. Tại hội nghị, các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành, huyện thị thành phố đã tập trung làm rõ những tác động, nhất là ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đến kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ 9 tháng. Các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là đối với các nhiệm vụ còn chậm, chỉ tiêu đạt thấp. Việc thực hiện các nhiệm vụ được giao theo chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác giải ngân vốn xây dựng cơ bản, giải pháp và tiến độ thu ngân sách năm 2021. Các địa phương cũng đề xuất một số giải pháp để thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm đối với các lĩnh vực thu ngân sách, triển khai việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, kiến nghị về việc nhiều doanh nghiệp sản xuất chế biến chè gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ, giá chè búp tươi giảm sâu, công tác giảm nghèo cũng gặp những khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch xây dựng nông thôn mới. Nhiều địa phương doanh nghiệp triển khai các sản phẩm chủ lực theo chuỗi gặp khó khăn, nhất là thị trường tiêu thụ. Các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng phát biểu làm rõ và yêu cầu các ngành địa phương tập trung phòng chống dịch bệnh COVID-19, quản lý người đến và người từ các địa phương ở vùng dịch về, triển khai kế hoạch đón công dân ở các tỉnh miền Nam về tỉnh, tổ chức cách ly tập trung, đẩy nhanh rà soát hộ nghèo, đảm bảo đúng đối tượng, giới thiệu việc làm cho người lao động và doanh nghiệp địa phương, tập trung cao độ, thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp, có tăng trưởng trong 3 tháng cuối năm. Các địa phương rà soát lại quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, xem xét đưa các sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử. Việc công nhận các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải đảm bảo chất lượng, không chạy theo thành tích, tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Chủ động phòng chống thiên tai, tiếp tục giữ vững tỉnh vùng xanh, tạo điều kiện thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào địa bàn. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện trong 3 tháng cuối năm. Trong đó, nhiệm vụ ưu tiên số 1 là thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, cần chủ động phòng hơn chống, song tuyệt đối không được chủ quan lơ là, thiếu trách nhiệm. Tiếp tục tìm kiếm, tiếp cận thêm nguồn cung vaccine về cho địa phương, sớm bao phủ toàn bộ các đối tượng theo quy định, tiến tới tỉnh Yên Bái đạt miễn dịch cộng đồng. Cùng với đó, tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ 9 tháng qua, nhất là các chỉ tiêu nhiệm vụ đạt thấp hoặc chưa đạt so với kịch bản tăng trưởng, để tập trung chỉ đạo điều hành triển khai quyết liệt trong tháng 10 và 3 tháng nước rút cuối năm 2021. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ban ngành địa phương, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị, nhiệm vụ còn lại trong 3 tháng cuối năm hết sức nặng nề, do đó các đơn vị địa phương cần tiếp tục đoàn kết, quyết tâm hơn nữa, phấn đấu thực hiện bằng được nhiệm vụ của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Yên Bái vừa qua. Đó là có thể Yên Bái không phải là tỉnh phát triển nhất về kinh tế, nhưng hoàn toàn là một trong những tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất. Hội nghị đã thông qua quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026,
quy định sửa đổi bổ sung một số điều khoản của quy định mức trích kinh phí, tỷ lệ phân chia kinh phí, nội dung chi và mức chi cho công tác tổ chức thực hiện bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Yên Bái, ban hành kèm theo quyết định số 10 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Toàn quốc Kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946, 19 tháng 12 năm 2021, từ ngày 5 tháng 10 đến ngày 19 tháng 12 năm 2021 với chủ đề Phát huy tinh thần toàn quốc kháng chiến, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021. Với các nội dung chỉ tiêu thi đua, đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa và giá trị lịch sử 75 năm ngày toàn quốc kháng chiến, truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, tiếp tục quán triệt thực hiện lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về đẩy mạnh thực hiện tốt phong trào thi đua, quân đội cùng cả nước chung sức đồng lòng thi đua phòng chống chiến thắng đại dịch COVID-19. Chuẩn bị tốt các phương án sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý hiệu quả các tình huống không để bị động bất ngờ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tích cực tham gia giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ trên địa bàn. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình còn khoảng hơn 3.000 hộ nghèo và cận nghèo. Với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau, thời gian qua huyện đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm tạo sinh kế để các hộ nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Huyện Yên Bình đã chỉ đạo các ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với các xã, thị trấn rà soát nắm chắc số hộ nghèo, cận nghèo và phân tích rõ nguyên nhân dẫn đến đói nghèo để từ đó đề ra các giải pháp hỗ trợ giúp đỡ hiệu quả. Đặc biệt, huyện Yên Bình đã trích trên 60 triệu đồng từ nguồn quỹ Ngày vì người nghèo của huyện hỗ trợ công cụ sản xuất, cây con giống cho 40 hộ nghèo thuộc 20 xã trên địa bàn. Đối với các hộ thiếu lao động, thiếu kinh nghiệm sản xuất, huyện đã huy động hàng trăm cán bộ công chức trực tiếp xuống hướng dẫn bà con theo cách cầm tay chỉ việc, giúp đỡ người dân dọn dẹp nhà cửa, đào hố trồng cây, làm đường giao thông nông thôn. Các hộ khó khăn về nhà ở, bên cạnh hỗ trợ của nhà nước, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Bình đã vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ trên 300 triệu đồng tiền mặt vào quỹ xóa nhà rột nát và quỹ vì người nghèo của huyện. Từ nguồn quỹ và sự hỗ trợ trực tiếp của các tập thể cá nhân, các nhà hảo tâm, trong 9 tháng năm 2021, huyện Yên Bình đã xóa được trên 140 nhà rột nát cho các hộ nghèo. Thưa quý vị và các bạn, vụ đông năm 2021-2022, huyện Lục Yên phấn đấu gieo trồng 1.640 hectare ngô và rau màu các loại. Để đạt được mục tiêu đề ra, hiện nay cấp ủy và chính quyền từ huyện đến các địa phương đang chỉ đạo nhân dân nhanh chóng thu hoạch lúa mùa, đồng thời tập trung sản xuất vụ đông nhằm giúp nâng cao hiệu quả và giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Là xã trọng điểm của huyện trong phát triển cây ngô đông, thời gian này tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn xã Lâm Thượng, huyện Lục Yên đang khẩn trương xuống đồng để trồng cây ngô đông. Vụ đông năm nay, gia đình ông Triệu Văn Hòa ở thôn Nà Lay dự kiến trồng 6 sào ngô Lai CP511. Đây là loại giống có nhiều ưu điểm phù hợp với thổ nhưỡng địa phương. Gia đình trồng 6 sào này, xong còn đã trồng được 4 sào rồi, xong còn 2 sào nữa cũng đang chuẩn bị cấy. Ngô này thì gia đình cũng trồng là vụ đông này cũng như là vụ chính của gia đình mình ấy. Thì chủ yếu là phục vụ về chăn nuôi, cây lá thì cho trâu, với lại là bắp thì cho lợn gà. Vụ đông năm nay, xã Lâm Thượng phấn đấu gieo trồng 193 hectare ngô đông, trong đó 160 hectare ngô trên đất hai lúa, 33 hectare trên đất đồi soi bãi. Để đảm bảo tiến độ, cán bộ khuyến nông tích cực bám sát đồng ruộng, tuyên truyền vận động bà con thu hoạch lúa vụ mùa tới đâu, chuẩn bị đất cây giống trồng tới đó. Gia đình tôi năm nào cũng trồng ngô, tức là mỗi vụ thu hoạch xong thì đều trồng ngô hết. Diện tích của gia đình tôi thì gồm có 8 sào. Và tôi gặt xong thì tôi đã trồng được hơn 7 sào rồi. Đấy, toàn là trồng ngô dự án với là 511. Đấy, trồng để cũng nhằm để phục vụ chăn nuôi thôi. Nó đảm bảo cái kinh tế, không phải đi mua ngô, mua thóc gì cả. Vụ đông năm 2021, huyện Lục Yên phấn đấu gieo trồng 1.640 ha cây trồng các loại, trong đó 780 ha ngô đông, 300 ha khoai lang, 560 ha cây rau đậu. Để sản xuất vụ đông hiệu quả, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu thực hiện cho các xã, thị trấn. Cùng với đó, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật sản xuất vụ đông, chỉ đạo các xã hướng dẫn bà con nhân dân tăng diện tích sản xuất vụ đông bằng các loại rau màu và cây trồng có giá trị, hiệu quả kinh tế cao.
Đến thời điểm này, bà con nông dân toàn huyện đã trồng được khoảng 35% diện tích cây vụ đông. Đối với sản xuất vụ đông thì phòng cũng đã tham mưu cho huyện ủy, ủy ban nhân huyện ban hành chỉ thị về sản xuất cây vụ đông, đặc biệt là cây vụ đông trên đất hai vụ lúa. Thì ngay từ đầu tháng thì đã ban hành cái văn bản này và cũng ban hành các cái văn bản để chỉ đạo thành lập cái ban chỉ đạo sản xuất cái vụ đông năm 2021, cũng đang tuyên truyền vận động bà con nhân dân trong khung thời vụ thuận lợi, trong tranh thủ cái thời tiết thuận lợi chúng ta gặt lúa mùa sớm để chúng ta gặt đến đâu sẽ trồng ngô đông ngay lúc đó trong khung thời vụ. Đến hết ngày 5 tháng 10 thì sẽ hết cái lịch mà trồng cây ngô vụ đông đối với ngô tẻ, còn ngô lép sẽ mùng 10 tháng 10 sẽ kết thúc cái lịch nhiều cây. Với các giải pháp đồng bộ và sự chủ động của bà con nông dân, huyện Lục Yên phấn đấu sản xuất vụ đông, đảm bảo diện tích, năng suất và sản lượng theo đúng kế hoạch, từ đó đem lại nguồn thu nhập cho người dân.